Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn tràn đầy năng lượng để thực hiện dự định mới mẻ. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của những chú rồng cho thấy bản mệnh rất hào hứng muốn bắt tay thực hiện các kế hoạch của mình, tuy nhiên cũng phải cố gắng chậm lại một chút để tránh sai lầm đáng tiếc đấy. Tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp cho thấy hữu bật xuất hiện đã chống lỡ lại các hung tinh giúp cho vận trình của người tuổi Thìn trong tháng này được hanh thông. Những khó khăn mà những chú rồng đang gặp phải cũng dần dần được tháo gỡ. Thậm chí trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thật sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải. Nguyệt lệnh, quan đới mang nhiều tin vui cùng với khí thế bừng bừng cho người tuổi Thìn tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua. Bản mệnh tháng này trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc làm gì đó mới lạ hay ho hơn. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một số lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế việc mắc những sai lầm đáng tiếc thì bạn nên học hỏi thêm những kiến thức thực tế đã nhé. Điều đáng khen của người tuổi Thìn lúc này đó là thái độ nền nã, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tam hợp cho thấy cuộc sống của những chú rồng trong tháng 7 âm lịch này thiên về tình cảm và may mắn là bạn có được hạnh phúc như mong muốn. Những cuộc hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi làm sống dậy cảm xúc của cả hai như thuở mới yêu. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Người tuổi Thìn có thể có cơ hội để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp vào tháng 7 âm lịch này. Hãy tự tin và sáng tạo, bạn sẽ có được điều bạn vẫn hoài mong ngóng. Nỗi lo tài chính tạm thời được gác lại, điều duy nhất bạn cần quan tâm là trau dồi các kỹ năng công việc. Với những ai trước đây thường hay im lặng và không có thói quen nói ra suy nghĩ hay thể hiện cảm xúc của mình thì tháng này bạn nên mở lòng mình hơn. Bạn muốn bày tỏ ý kiến vì lo ngại quá nhiều người đang hiểu lầm về mình. Nếu thấy có nhiều việc mình đã rất kỹ càng nhưng hiệu quả không được cao thì bạn không nên chủ quan như trước đây. Nếu cần, hãy xem lại từng bước để rà soát xem mình đã sai sót ở điểm nào. Tháng 7 âm lịch này, ảnh hưởng của Tỵ Kiên nên không loại trừ trường hợp có kẻ xấu đang chơi hại bạn mà bạn không hề hay biết. Có những người, họ chỉ cần lợi dụng sơ hở của bạn để trục lợi mà thôi. Do đó, người tuổi Thìn đừng quá dễ tin người, trở thật thà quá mà vội vàng tin bất cứ ai. Với khí thế hừng hực còn giúp người tuổi Thìn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn nên chỉ giúp những ai muốn nhờ tới bạn mà thôi. Nếu không, đó là sự làm phiền đấy nhé. Hãy tinh ý hơn trong việc quan sát thái độ của người khác. 2. Luận về phương diện tài chính. Dự báo một tháng mới nhiều may mắn trong cuộc sống, khi đi đâu cũng có người hỗ trợ giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đang tìm kiếm lời khuyên từ tiền bối hoặc đồng nghiệp lão lang là sự lựa chọn thật sự khôn ngoan. Tháng 7 có thể nói mặt tài chính của con giáp này sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Ngũ quỷ hung tinh mang tới đêm xui xẻo, có đêm tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng tới tài lộc của người tuổi Thìn. Điều này cảnh báo việc bạn kiếm được kha khá nhưng cũng mất không ít. Bạn có biết việc giữ tiền nhiều lúc còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền hay không? Nếu bạn cứ mãi giữ thói quen xấu trong việc tiêu dùng thì tương lai bạn cũng sẽ không hề bền vững chút nào. Tháng cô hồn có thể người tuổi Thìn vô tình để mất
tiền và không rõ lý do. Lúc này bạn thường có tâm lý một mất 10 ngờ. Nếu không, cũng là vì quá tin người mà bạn dễ dàng nghe theo những lời mời chào hấp dẫn từ người quen về một khoản đầu tư sinh lời nào đó. 3. Luận về phương diện tình cảm. Tháng 7 âm lịch này đối với người tuổi Thân nhờ có tam hợp ghé thăm cho thấy khía cạnh tình duyên của con giáp này rất đáng mong chờ. Phải chăng đã đến lúc bạn thôi giấu kín và bắt đầu gửi các tín hiệu thăm dò đến người ấy? Ngũ hành tương sinh giúp cho người tuổi Thìn có vận trình tình cảm và một nửa của mình được cải thiện rõ rệt. Cho dù bản thân không quá kỳ vọng nhưng bạn lại có được những thứ mà nhiều người khác mơ ước. Điều quan trọng là bạn trân trọng tình cảm của đối phương. Không phải ai cũng sẵn sàng chăm sóc bạn lúc ốm, mua cho bạn những món ăn ngon, thậm chí là đưa tiền cho bạn tiêu xài như người ấy đâu. Sự kết nối của bạn với người thân trong nhà được cải thiện. Có cơ hội để trò chuyện với một người từng xảy ra hiểu lầm trong quá khứ và cả hai được hóa giải những khúc mắc. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tuy dương khí thịnh nhưng trong tháng 7 âm lịch này, âm khí bắt đầu xuất hiện, do đó không nên để cơ thể ở trong trạng thái quá mát, quá lạnh. Luôn để ý tới cách ăn mặc kín đáo, vừa đảm bảo chất liệu mát để dễ thấm hút mồ hôi. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Thìn có nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động đối với những ai có bệnh nền. Bạn nên chú ý về vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan tới đường ruột, tiêu hóa. Để duy trì sức khỏe của bạn có thể luyện tập những bài thể dục nhẹ nhàng, hoặc nếu cần có thêm động lực hay rủ cả thêm người thân trong nhà nữa nhé. Chỉ cần đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang nhiều hơn trong vòng một tháng, bạn cũng thấy thể lực của mình cải thiện đáng kể. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch. 1. Tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Nhiệt tình là tốt, nhưng đừng vì thế mà xâm phạm đời tư người khác. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Bạn chợt nhận ra rằng đang có quá nhiều thứ phải học hỏi. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu hồng, màu trắng. 3. Tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hỷ, khẩu quyết. Bạn dễ phạm sai lầm cơ bản trong quản lý tiền bạc. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 4. Tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Hãy thực tế hơn trong việc kế hoạch hành động của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Đừng nên nóng nảy cãi vã tay đôi với người kia của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím.